video hướng dẫn hiệu chuẩn cũng như là kênh clip con Shimizu AB224i 200g và 4 số lẻ. Rồi, để tiến hành kênh clip, ta nhấn phím can, biểu tượng dấu biểu tượng can tại vị trí này. Nhưng mà trước khi kênh clip thì mình điều chỉnh giọt nước ở chính giữa ha. Rồi, nhấn vào biểu tượng này một cái, biểu tượng quả cân ha. Màn hình cân hiện như thế này, ta nhấn ba gạch tại vị trí menu này. Ví dụ mình có cục quả cân chuẩn là 100g thì mình để là 100g, nhưng mà cân này hai số và tại công ty đang có quả 200 thì mình chỉnh lên 200 ha. Rồi 200g, nhấn OK. Rồi sau đó mình sẽ đặt 200g, 200g quả cân chuẩn F1 ha. Rồi mình đặt 200g lên bàn cân, đóng lồng kính lại, kính chắn gió lại. Rồi mình đợi để cho cân tự canh và tự nhận ha. Rồi sau khi mà cân tại vị trí 2/3, cân nhận 200g, mình lấy quả cân ra khỏi bàn cân ha, để cân tiếp tục nhận không tải. Rồi con tiếp tục và đợi nhận không tải ha, 3/3. Con hiệu tiếp OK, nhấn OK để đóng lại ha. Quá trình hiệu chuẩn gọi là canh clip con đã hoàn thành ha. Bây giờ thì mình sẽ test 50g. Rồi, 50 ha. Rồi, bây giờ mình sẽ test 100g. Con 4 số lẻ. Rồi, này đơn vị CT, đơn vị TTL, đơn vị con vàng của mình ha. Chỉ con ly gem gem 1, gem 2. Con 0.1mg. OK ha, quá trình hiệu chuẩn cân đã thành công. Trước khi hiệu chuẩn thì thứ nhất là mình cần lưu ý là cần mở nguồn cân trong khoảng thời gian trên 15 phút và chỉnh giọt nước ở vị trí chính giữa thăng bằng ha. Rồi, xin cảm ơn, xin chào.